Thủy Tiên quyên góp được hơn 6 tỷ đồng sau 39 tiếng kêu gọi. Bà xã của Công Vinh ra sức kêu gọi khán giả ủng hộ bà con miền Tây bị hạn mặn, nữ ca sĩ hiện quyên góp được số tiền hơn 6 tỷ đồng. Tối 14 tháng 3, trên trang cá nhân, Thủy Tiên công khai số tiền cô quyên góp được từ khán giả trong khoảng 2 ngày qua, bà xã Công Vinh vui vẻ chia sẻ. Chỉ 39 giờ đồng hồ thôi, số tiền cập nhật hiện tại là hơn 6 tỷ đồng rồi, mừng lắm luôn, cảm thấy bao mệt mỏi tan biến hết. Mình vô cùng biết ơn lòng tốt của mọi người. Nữ ca sĩ đồng thời cho biết với số tiền hơn 6 tỷ đồng, cô sẽ giúp đỡ được ít nhất 12 vùng dân ở các tỉnh miền Tây. Thời gian tới cô sẽ tiếp tục đi đến tận nơi để khảo sát thí điểm nhằm tìm ra sự hỗ trợ phù hợp, đồng thời, Thủy Tiên dự định dùng số tiền dư để mua thêm hạt giống, giúp đỡ bà con miền Tây trong vụ mùa kế tiếp. Vô cùng trân trọng và biết ơn tình cảm mà mọi người gửi gắm. Hậu phương vững chắc như vậy rồi, Mong mình có thật nhiều sức khỏe để làm tiền tuyến sông pha cô chia sẻ. Những chia sẻ của thủy tiên nhận được sự quan tâm từ công chúng. Dưới bình luận, đông đảo khán giả gửi lời cảm ơn tới lòng tốt của nữ ca sĩ, người hâm mộ mong muốn bà xã công Vinh sẽ quyên góp được số tiền lớn hơn để giúp đỡ bà con miền Tây đang gặp khó khăn vì hạn mặn. Trước đó, hôm 13 tháng 3, ca sĩ Thủy Tiên kêu gọi mọi người cùng chung tay đóng góp để mua máy lọc nước biển thành nước ngọt giúp người dân. Nữ ca sĩ cho biết giá một chiếc máy lọc nước khoảng 385 đến 500 triệu đồng, Thủy Tiên quyết định góp 50 triệu đồng. Mọi người cứ đóng góp hỗ trợ thêm. Nếu quyên góp không đủ tiên, sẽ cố gắng thêm, để ít nhất là phải giúp đỡ, được một vùng dân, sức mình giúp, được bao nhiêu, thì cố gắng bấy nhiêu. Đông tay, thì vỗ, nên kêu, góp gió thành bão, giúp đồng bào mình, nữ ca sĩ viết. Cùng với Thủy Tiên, MC Đại Nghĩa đã tặng nhiều bồn chứa nước giúp bà con. Tại tỉnh Bến Tre, anh tài trợ chi phí cho nhà chùa đi phát nước miễn phí cho người dân. Tất cả gồm 4 xe. Mỗi xe di chuyển một ngày 3 chuyến. Đi qua 4 xã gồm Kiểng Phước, Gia Thuận, Tân Đông, Tân Phước với khoảng 1.000 hộ dân. Hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.